Manchester United, đừng tiếc, hãy cảm ơn vì một điểm. Với những người không xem trực tiếp, chỉ nhìn vào bảng tỷ số và thấy Manchester United bị gỡ hòa ở phút 99. Họ có thể thấy tiếc nuối cho quỷ đỏ. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại bởi một điểm có được là món quà vô giá với thầy trò Ten Hag. Để nói về tính điên rồ, cặp đấu Manchester United và Brentford trong mùa này xứng đáng đứng số 1. Trong cả hai lượt trận, đều có tới 2 bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ của hiệp 2. Chỉ là ở trận lượt đi, Manchester United có 3 điểm, còn lượt về thì chỉ có 1 điểm mà thôi. Một điểm giống nhau khác của hai trận đấu là Brentford chơi hay hơn. Đến chính fan Manchester United có lẽ cũng không thể nói khác, đặc biệt là ở màn tái đấu trên sân Getz. Trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Brentford tỏ rõ sự vượt trội về thể lực. Đội chủ nhà tấn công áp đảo, dồn ép Manchester United đến nghẹt thở. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Manchester United không để thủng lưới trong 90 phút chính thức dù cầu môn của Andre Onana đã rung lên tới 4 lần. Cơ sở để nói Manchester United nên cảm thấy may mắn với một điểm thay vì tiếc nuối chính là đây. Brentford dứt điểm tổng cộng 31 lần so với 11 của Manchester United, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (XG) lên tới 2,67. Thế nhưng trong một ngày kém duyên, họ chỉ ghi được một bàn. Ngược lại, XG của Manchester United là 0,50 và cũng có một bàn thắng, vậy thì tiếc điều gì? Nếu may mắn hơn, Brentford đã có nhiều hơn một bàn. Đây là trận đấu mà tuyến giữa của Manchester United đã chơi rất tệ, đặc biệt là ở khả năng đánh chặn. Brentford có quá nhiều phương án xâm nhập vòng cấm và đối mặt với Onana. Có thể thông cảm phần nào cho Manchester United khi họ liên tục gặp tổn thất về lực lượng, phải thay nguyên cả cặp trung vệ. Nhưng chính việc tuyến trên không cầm được bóng đã gián tiếp gây áp lực ngược lại xuống phía dưới, dẫn tới những tình huống căng mình cứu thua của các hậu vệ. Ten Hag chắc chắn có nhiều điều cần nói với hàng công đắt giá của mình. Ông thầy người Hà Lan có đủ những quân bài tốt nhất là Bruno, Rashford, Garnacho và Højlund, nhưng bộ tứ này hoạt động hiệu quả kém xa những đồng nghiệp ít danh tiếng hơn hẳn của Brentford. Sự ăn ý chính là mấu chốt. Trong khi cả tập thể Brentford hòa mình vào một thể thống nhất, lên cùng lên, xuống cùng xuống, thì các tuyến của Manchester United bị chia rẽ quá nhiều. Trong rất nhiều lần lên bóng, chỉ có 3 cầu thủ đội khách đối mặt với cả hàng thủ chủ nhà. Đây là vấn đề Ten Hag liên tục gặp phải sau mỗi đợt nghỉ dài. Tính ổn định của Manchester United quá yếu và họ trông như một bản thể khác hẳn chỉ sau vài tuần. Chiến lược gia người Hà Lan thay vì tìm ra giải pháp cho một vấn đề lặp đi lặp lại, lại coi đó như một điều hiển nhiên bằng tuyên bố, sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, phong độ không bao giờ cao như trước. Manchester United ghi bàn nhờ khoảnh khắc xuất thần của Mao. Vậy chẳng lẽ Brentford không có cầu thủ phải về tập trung đội tuyến quốc gia? Không. Trái lại là đằng khác. Đội chủ nhà vẫn chơi tuyệt hay trong bối cảnh Mark Flecken, Ivan Toney, Nathan Collins, Matthias Jensen, Mark Rosen và Igor Yamolik cũng vừa căng mình cống hiến cho quê hương. Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Thomas Frank của Brentford nói, tôi gần như mất niềm tin vào vị thần của môn thể thao bóng đá. Ông ấy phản bội chúng tôi. Chúng tôi tung ra nhiều cú sút nhất từng có trong một trận đấu của Premier League. Cái kết là chúng tôi không giành được chiến thắng. Thật không thể tin được. Một trận đấu kỳ lạ khi một bên chơi hay, một bên chơi dở, ra về với một điểm nhưng không bên nào hài lòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.